Chào mừng các em quay trở lại với chuỗi bài giảng phát âm tiếng Anh của Smartcom. Cô là Thúy đến từ Smartcom Việt Nam. Và cô là Anh đến từ Smartcom Việt Nam. Vậy hôm nay bài học của chúng ta sẽ về chữ cái gì nhỉ chị Thúy? Hôm nay chúng ta sẽ học về chữ cái L trong tiếng Anh. Vậy chữ cái này thì có bao nhiêu cách phát âm trong tiếng Anh nhỉ? Chữ cái này có hai cách phát âm thông thường thì chúng ta hay đọc chữ cái này đó là với lưỡi cong lên, hoặc chúng ta có thể đọc âm này như là một âm câm trong tiếng Anh. Vậy là chúng ta có hai cách đọc. Vậy với cách đọc thứ nhất, các em hãy cùng quan sát những ví dụ sau đây. Vậy từ đầu tiên, ý kiến sai lầm thì sẽ là gì chị Thúy nhỉ? Đó là fallacy. Chị có thể đọc lại từ này cho các bạn không nhỉ? Đương nhiên, đó là fallacy. Fallacy. Và từ này là một danh từ. Đúng rồi, từ này là danh từ. Yes. Tiếp theo chúng ta có một từ nữa, đó là từ sự thiếu thốn. Đây cũng là một danh từ, và từ này đó trong tiếng Anh đó là lack. 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 Yes. Ok. Và một từ nữa khá là quen thuộc, cô nghĩ là khá là quen thuộc với các bạn, đó là từ học hoặc là nghiên cứu. Vậy từ này là gì trong tiếng Anh chị Thúy nhỉ? Từ này đúng là rất là quen thuộc với các em đúng không? Và đó là một động từ, đó là learn. 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 Bây giờ cô sẽ hỏi cô Anh về cách phát âm của một số từ có âm H trong tiếng Anh nhé. Từ thư viện là gì cô Anh nhỉ? Thư viện trong tiếng Anh đó là library. Library. Các em chú ý, library. Library, thư viện. Okay. Vậy còn một số động từ đơn giản như là từ nghe là gì? Nghe, listen. Listen. Các em chú ý nhắc lại cho cô nhé. Listen. Listen. Vậy còn động từ nhìn thì sao? Nhìn, look. Look. Các em hãy chú ý âm đuôi k trong từ này, look. Từ tiếp theo mà cô muốn hỏi cô Thúy đó là từ trường học. Trường học là gì cô Thúy nhỉ? Từ trường học trong tiếng Anh chắc là một từ rất quen thuộc với chúng ta rồi đúng không? Đó là từ school. School. Các em hãy phát âm theo cô Thúy nhé. Chúng ta hãy chú ý về âm cuối của từ này nhé. Đó là school. School. Từ tiếp theo mà cô muốn giới thiệu với các em đó là từ nông trong tiếng Anh. Vậy từ đó là gì nhỉ? Từ này đó là một tính từ trong tiếng Anh, và đó là từ shallow. Shallow. Cô Anh có thể nhắc lại cho các bạn không? Ok, các em hãy cùng nhắc lại theo cô nhé. Shallow. Shallow. Ok. Tiếp theo đó là từ đơn giản. Khi mình muốn nói là ai đó, tính cách của người ấy rất là đơn giản, hoặc là một việc gì đó rất là đơn giản. Vậy từ đơn giản đó sẽ là gì nhỉ chị Thúy? Chúng ta sẽ sử dụng từ simple. Simple. Đơn giản là gì hả cô Anh? Simple. Simple. Okay. Tiếp theo một từ nữa mà Sky rất là quen thuộc, đó là từ màu vàng. Vậy màu vàng trong tiếng Anh là? Đó là yellow. Màu vàng? Yellow. Màu vàng? Yellow. Yes. Ok. Ngoài cách phát âm là L thì âm còn có thể phát âm như một âm câm, và chúng ta sẽ không sử dụng đến âm này khi chúng ta phát âm ra một từ. Như một ví dụ sau, cô Anh có thể cho biết từ bình tĩnh là gì trong tiếng Anh không? Bình tĩnh trong tiếng Anh chúng ta sẽ phát âm là calm. Calm. Các em hãy phát âm lại cho cô. Calm. Calm. Một từ nữa mà cô muốn hỏi cô Anh đó là từ một nửa. Một nửa trong tiếng Anh sẽ là half. Half. Cô Thúy có thể phát âm lại cho các bạn không nhỉ? Yes, đó là half. Half. Ok. Chúng ta hãy chú ý âm ở cuối của từ này. Ngoài ra cô muốn hỏi cô Anh một từ nữa, đó là từ lòng bàn tay. Lòng bàn tay chúng ta sẽ có từ palm. Palm. Em hãy chú ý âm p ở phía đầu, và các em hãy chú ý đọc từ này lại cho cô nhé. Palm. Palm. Từ thứ tư mà cô muốn hỏi cô Thúy đó là từ đánh theo. Đánh theo là gì nhỉ? Đó là từ stalk. 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 Yes. Một từ nữa rất là quen thuộc với các em đó là từ nói chuyện. Vậy nói chuyện sẽ là gì nhỉ chị Thúy? Từ này là một động từ, và đó là talk. Talk. Chị có thể lấy một ví dụ cho các bạn với từ talk này được không nhỉ? Đó, cô sẽ lấy một ví dụ cho chúng ta nhé. Đó là can I talk to you for a second? Can I talk to you for a second? Và từ cuối cùng mà cô muốn hỏi cô Thùy cũng là một từ rất là quen thuộc với các em, đó là từ đi bộ. Vậy đi bộ sẽ là gì nhỉ chị Thúy? Từ này khá là quen thuộc với chúng ta đúng không? Tuy nhiên là có một số bạn vẫn chưa phát âm đúng từ này. Từ này trong tiếng Anh đó là walk. Walk. Chúng ta nhắc lại nhé. Walk. Walk. Trên đây là bài giảng về chữ cái L trong tiếng Anh. Và cô hy vọng rằng với bài giảng này thì các em có thể phát âm tốt những từ có chứa chữ cái L. Và hẹn gặp lại các em trong những bài học tiếp theo cùng Smartcom.